Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi video Khánh Vy Home Channel. Lò nướng Bosch HBG6764S6B là một trong những model cao cấp và nổi bật của thương hiệu lò nướng Bosch. Sản phẩm thuộc phân khúc series 8, thiết kế gam màu xám sang trọng, kết hợp với bảng điều khiển cảm ứng màu sáng nổi bật và hiện đại thời thượng. Đồng thời các tính năng thông minh cũng được tích hợp trên sản phẩm. Kích thước lò cao, rộng, sâu 595 x 594 x 548mm. Kích thước lắp đặt cao, rộng, sâu 585 đến 595 x 560 đến 568 x 550mm. Điện áp 220V đến 240V, tổng công suất 3,6 kW, dung tích 71 lít, nhiệt độ 30 đến 300 độ C. Điều khiển cảm ứng màn hình TFT trực quang, tay nắm cửa dạng thanh, cửa kính 3 lớp mở xuống phía dưới, trang bị giảm chấn, trang bị đèn halogen chiếu sáng và quạt bên trong lò. Có đến 13 phương pháp gia nhiệt cho bạn tha hồ chọn lựa. Làm nóng 4 chiều 4D Hot Air, nướng thông thường Bottom Heating, làm nóng tiết kiệm năng lượng Hotair Eco, nướng thông thường tiết kiệm năng lượng Bottom Heating Eco, nướng với khí nóng Hotair Grilling, nướng theo chiều rộng Grill Large Area, nướng theo nửa chiều rộng Grill Small Area, nướng pizza, Pizza Setting, nướng nhiệt độ thấp Low Temperature Cooking, làm nóng từ phía dưới Bottom Heat, rã đông Defrost, giữ ấm Keep Warm, làm nóng lò Free Heating. Chức năng hẹn giờ, khóa an toàn trẻ em, Home Connect điều khiển từ xa bằng thiết bị thông minh. Phụ kiện đi kèm: 2 vỉ nướng, 1 khay nướng, 1 que thăm nhiệt. Khánh Vy Home đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 và được Bosch chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm Bosch chính hãng, và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành khi mua các sản phẩm của Bosch tại Khánh Vy Home nhé. Nếu các bạn quan tâm, hãy ghé ngay các cửa hàng của Khánh Vy Home để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập website khanhvyhome.com.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Hãy like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Vy Home Channel theo dõi nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!